Dạ em xin thân ái mến chào toàn thể quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng sưu tầm bonsai cây kiểng trên khắp cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang nha cô chú anh chị. Thì hôm nay dịp đến bãi kiểng của Luân ở Cồn Khương thành phố Cần Thơ ha. Thì chỗ này Luân có một số hoa mai vàng giao lưu cùng quý cô chú anh chị mình nha. Thì cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị mình ủng hộ kênh, ủng hộ những anh em quán cây kiểng ha. Thì rất mong tiếp tục nhận sự yêu thương ủng hộ của quý cô chú anh chị mình tiếp ngày hôm nay nha. Rồi em xin phép vô clip ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Chỗ Luân thì hôm nay một số hoa vàng bonsai của chú anh chị đấy cũ ha, rất là đẹp luôn ha. Đây là một hàng cho quý cô chú anh chị mình lựa chọn luôn nha. Rồi em sẽ tiếp chú Luân nha. Rồi em sẽ chào Luân ơi. Dạ, chào anh ha, chào cô chú anh chị ha. Nay lên clip giao lưu của chú anh chị 15 phôi mai vàng ha, dáng quái về mua về mình ghép đầu năm tết mình chơi của chú anh chị. Rồi đọc số điện thoại giao lưu luôn nha. Dạ, số điện thoại em là 07 0536 7086 của chú anh chị. Số điện thoại giao lưu luôn ha. Rồi số chú anh chị có yêu thích cái nào thì liên hệ em qua số điện thoại giao lưu luôn chị. Rồi đầu tiên cái mã số 1 ha. Cái mã số 1 của chú anh chị. Cầm cây mai vàng ha. Cái này động lực của chú anh chị ơi. Đế hoa bao luôn ha. Nói chung là bầu ở đâu là đế đó luôn ha. Cúc cành có sẵn rồi chú anh chị. Nhìn tự như cái dáng hòn luôn vậy ha, mấy cái tử dưới cứng rồi. Okay, cây rồi cho xin thông số nha. Đầu hoành tổng của chú anh chị, hoành tổng này là 43, hoành tổng 43, đo hoành thành chín ha, 29. Cục đế này là 115 của chú anh chị. Chiều cao 34. Rồi. Rồi cái số 1 mình giao luôn nha. Cái số 1 máy dán hòn này giao của chú anh chị giá là 2.9 ha, em bao ship của chú anh chị. Dạ 2.900.000 của chú anh chị. À, cây dán hòn ha. Rồi, giá này bao ship toàn quốc của chú anh chị mình nha. Rồi đổi phôi luôn nha. Mã rồi, tiếp theo mã số 2. Đây, mã số 2 là một cây dáng quái của chú anh chị. Quái của chú anh chị ơi. Ồ, có một người cũ nó dặn mình này ha. Bề đế nằm dài của anh chị. Mình nằm dài. Cây rất là đẹp luôn chị. Khối đặc luôn ha. Khối đặc dài luôn. Đã ghen tài của chú anh chị ha. Phần dặn sẵn quái quái luôn ha. Quái cái cục này của anh chị. Muốn liền khối là cô chú anh chị ha, nó dính liền nha cô chú anh chị. Nằm thành cũ liền ha. Rồi cho anh xin thông số nha. Này em đo anh, tại vì nó dướng cái thân này em đo hoành tổng luôn chị, thành là 35. Rồi 35 hoành. Cục đế này là 100 của chú anh chị. Dạ. Này phong môn sai lực ha, cao là 35. Rồi coi số 2 này mình giao luôn như Luân ơi. Rồi mã số 2 này em vô của chú anh chị giá là 3.4 triệu của chú anh chị. Dạ 3.400.000 thôi chú anh chị cho phôi mai vàng bonsai mã số 2. Rồi coi nha. Rồi mã số 3 ha, bonsai dán lắc hay của chú anh chị. Có tay cành luôn ha, anh chị ơi. Tay cành rất đều ha. Đế cũ luôn nha của chú anh chị. Nguyên cũ này. Còn do cái gì tại cành có đủ như vậy ha. Coi lắc này của chú anh chị mình thấy ha, coi lắc tại cành đóng của chú anh chị, cái này đóng cái cũ ha, đặt luôn của chú anh chị ơi. Đế thì ta nếp bầu cho ngài ha, thì rất là đẹp luôn vậy. Rồi cho anh xin thông số nha. Rồi quanh vị trí này là 19 của chú anh chị. Dạ. Cũ đặt ha, cú đặt là 80. Rồi. Chiều cao 35 của chú anh chị. Rồi cái mã số 3 Zalo của chú anh chị giá là 2.700.000 bao ship của anh chị. Dạ 2.700.000 của chú anh chị cho một phôi mai vàng dán lắc ha, tay cầm có luôn nha của chú anh chị. Rồi đợi phôi nha. Số 4. Rồi mã số 4 cũng là cái mai vàng dán bay bay quái của chú anh chị, có cò cũng gắt lắm ha. Còn nguyên cũ luôn chị, cây nào cũng đế cũ đặt chân của chú anh chị ha.
bonsai mai vàng của chú anh chị. Chúng ta cần nó lực lắm của chú anh chị ha. Cái cũ nè. Cũ liền đẹp cũ luôn ha. Rồi, cho anh xin thông số nha. Hoành vị trí này là 24 của chú anh chị. Dạ. Cái cũ đặt là 63. Dạ. Chiều cao cái này là 32 của chú anh chị. Rồi, cây mai vàng mã số 4 cũ này cho tôi của anh chị giá là 2.7.000 màu xếp. Dạ, 2.700.000 của chú anh chị cho phôi mai vàng mã số 4. Rồi, xếp ở cây nha. Rồi tiếp theo luôn mã số 5 của chú chị. Mã số 5 cây này đẹp cho chú chị, cây này quýp nha chú anh chị. Khối đặc dữ lắm nha của chú anh chị. Khối đặc trên nhìn là phê lắm của chú anh chị. Cây cũ rất đẹp của chú anh chị ha. Đế cộng to lực không chú anh chị ha. Cũ quá của chú anh chị mình thấy nè. Đó. Này rất là lực của chú anh chị, cây ngoài nhìn phê lắm nha. Khối lớn lắm luôn á. Cũ đặc sắn lại của chú anh chị ha. Rồi cho anh xin thông số ha. Rồi cái này hoành là 29 của chú anh chị. Dạ rồi. Cái chiều bay đó là 45. Nguyên cái cũ đặc 97. Rồi tổng hình đây 97, em đo hạo cái cũ đặc này em xem. Cái này cũ đặc trên đây ha. Cũ đặc trên đây là 71. Cũ đặc là 71 thôi chứ anh chị. Rồi phôi số 5 này mình giao luôn nhiêu đứng đây. Rồi phôi số 5 này giao luôn của chú anh chị. Giá là 2.800.000 mua xếp của chú anh chị. Dạ 2.800.000 của chú anh chị. Cho phôi mai vàng dán bay của đế đặc ha. Mã số 5. Rồi đổi phôi nha. Rồi tiếp theo luôn. Mã số 6 của chú anh chị. Số 6. Cái này có cái co lắc cũng khá dễ thương này của chú anh chị. Tài cành có luôn ha. Nói chung là mấy cái này cũ đế đẹp cho anh chị. Ta cần sửa ha. Đế bỏ điều bầu của chú anh chị ha. Rồi xin thông số nha. Số 6. Rồi hoành vị trí này là 20 của chú anh chị. 20 hoành. Cái cũ đặt. Đây là 1m06. Chiều cao 40 của anh chị. Rồi cây mai vàng mã số 6 này giao đôi của chú anh chị giá là 3.200.000 bao xếp của anh chị. Dạ 3.200.000 của chú anh chị cho phôi mai vàng mã số 6 ha. Đây có cái cò lắc khá là duyên dáng hay của chú anh chị để điều bầu ha. Rồi xếp đỡ cây nha. Rồi cây có củ đế của anh chị. Mã số 7. Dạ, mình dài cái thú dài chị, giống như thú nằm ha. Nó ngóc cái đầu vàng đóng hai bo chơi đúng không chị. Rồi cho xin thông số nha. Có mã vàng mã số 7. Hoành ngay vị trí này là 19 của chú anh chị. 19 hoành ha. Này con thú nằm dài khoảng 25 ha. Rồi. Rồi cái củ đế này là 100 của chú anh chị. Chiều cao là 30. Rồi, em cho cái củ luôn. Rồi chú anh chị này tham khảo luôn ha. Củ đặt khúc bên đây là 49 của chú anh chị. Khó đặt luôn ha của chú anh chị. Số đẹp luôn ha. Rồi số 7 này mình giao luôn nhiêu lưng ngay. Rồi. Mã số 7 này tôi cũng chú chị giá là 2.700.000 mỗi xếp của chú anh chị. Dạ 2.700.000 của chú anh chị ơi. Một con thú nằm ha. À, dáng cũng khá là dễ thương nè. 2.700.000 thôi. Cho phôi mai vàng mã số 7. Rồi nữa phôi nha. 8. Rồi tiếp theo mã số 8 này của chú anh chị. Một cây dáng bay. Cũ đặc của chú anh chị. Cũ cây này, nào cây này lắm của chú anh chị. Đặc cứ ngắt không. Khối luôn ha. Cây dáng bay bay thân lắc ha. Bay cành có luôn nha. Cây bay nó khéo của chú anh chị. Cái ngọn có sẵn luôn ha. Cái ngoài nhìn dễ thương lắm của chú anh chị. Đặt dán bay ha. Rồi cho anh xin thông số nha.
Quả này như thế này. 22 của chúng chị. Rồi. Đó củ đặc của chúng chị coi ha. 66. Rồi. Này nó bay 33 của chúng chị. Còn chiều cao cái này khoảng 27 ha. Rồi, có số 8 mình vô luôn nhiêu luôn đây. Để rồi, cái này giao luôn chú ý giá là 3.2 triệu bộ xếp của anh chị. Dạ, 3.200.000 của chú chị. Đó. Bạn cho khoai mai vàng mã số 8 ha. Cây rất là đẹp của chú chị ha. Rồi, mở khoai nha. Rồi, tiếp theo luôn. Còn một cây mã số 9 của chú chị. Rồi, mã số 9 của chú chị, cây này có một cành quái sát lớn nha, cành quái có luôn của chú chị. Để nằm dài đế chữ A của chú chị. Đế dắt chữ A ha, cộng đế to lực của chú anh chị ha. Đây có cành này con quái ha. À, có cành quái này của chú anh chị. Vậy bây giờ chơi có quái thì mình để, còn không thì mình cắt mình chơi lập hàng vụ cho anh chị. Đế nó dạt chữ A ha. Đế to lực của chú anh chị ha. Đế đều luôn. Rồi, chúng xin thông số nha. Rồi. Quanh cái vị trí này là 31 của chú anh chị. Dạ, 31 hoành ha. Chiều cao 58. Nguyên cục đế này là 123 của chú anh chị. Rồi, phôi số 9 thì mình giao luôn như lưng ơi. Rồi, phôi mã số 9 này giao luôn của chú anh chị giá là 3.500.000 bộ ship của chú anh chị. Dạ, 3.500.000 của chú anh chị. Phôi mai vàng mã số 9. 9. Cây ngoài đẹp lắm của chú anh chị ơi. Để chất chữ A ha, có cành quái luôn nha. Rồi, đổ phôi nha. Rồi, tiếp theo luôn, mã số 10. 10. Cây này cũng quái quái cây này của chú anh chị. Tay cành có cây luôn ha. Trực còn cành nó bay ra của chú anh chị ha. Dán trực có cành phóng ngay của chú anh chị, co lắc luôn ha. Là cành lực không cách của anh chị ha. Đế đẹp của chú anh chị. Cành này của chú không chị không chơi thì mình cắt sát mình lọc bỏ luôn chị, chơi một cành bay ha, còn cái này chơi làm lên để cá như chị ơi. Rồi cho xin thông số nha. Rồi quanh vị trí này là 36 của chú anh chị. 36 quanh của chú anh chị. Chiều cao 60. Cục đế này là 86 của chú anh chị. Rồi, cái mã số 10 này giao của chú anh chị giá là 3.500.000 một xíu của chú anh chị. Dạ, 3.500.000 của chú anh chị, cho phôi mai vàng mã số 10. Rồi, xin phép đổi cái nha. Mã số 11. Là một cây bay này, vàng bay của chú chị. Có lắc ha. Tử dưới đó khéo ha. Này, giống như cuốn có đuôi của chú chị ha. Đó, cục đế tròn vo của chú chị. Dáng nào cũng được luôn. Đế thì đều nhưng của chú chị ha. Cây có đẹp cái gì ha. Có tử sao á, khéo không chị. Rồi, cho anh xin thông số nha. Quanh nghi chí này là 20 của chúng chị. Rồi, 20 quanh. Cái chiều tàn bay nó là 35. Còn nguyên cục đấy đặt luôn. 90 của chúng chị. Rồi, cục đặt 90 ha. Rồi, phô mai vàng mã số 11 này giao của chú anh chị giá là 3.200.000 bộ xếp của chú anh chị. Dạ, 3.200.000 của chú anh chị. Cho phô mai vàng mã số 11. Cây khá đẹp của chú anh chị. Cục cành có ha. Giờ chơi ghi cũng được, đóng bo vô cũng được luôn. Rồi, đổ phô nha. Dạ. Rồi, tiếp theo nha. Đây là một cây nhán quái hồi đầu của chú anh chị. Mã số 12. Số 12, cây nhán quái hồi đầu ha. Cây này hồi đầu cũng khá là đẹp này của chú anh chị. Cái này cũng không cách khéo luôn chị. Cái đế đế nó kéo dài hơn chịu, có đế chịu luôn của chú anh chị ơi ha. Đế lồi đế chịu đầy đủ nha. Có cây khá là đẹp này của chú anh chị. Này lập cái ngọn ở đây, cây là bàn bay gì sao chú chị. Cây rất là khéo ha. Đế lồi nha. Chứ có đế chịu luôn của chú anh chị ơi.
Rồi cho anh xin thông số nha. Quành chín này là 21 của chú anh chị. 21 quành. Chiều cao cái này là 39. Ủ đế cái này là 78. Rồi. Rồi cái mã số 12. Hello của chú anh chị, giá là 2.8 triệu bộ ship của chú anh chị. Dạ 2.800.000 cái phôi mai vàng mã số 12. Rồi đỡ phôi nha. Rồi tiếp theo ha, mã số 13. Phôi này cũng khá là quái nè chú anh chị. Ủ toàn do luôn của chú anh chị. Thân thì lắc lượng ha. Ủ đế đẹp luôn. Có đế quái giặt luôn rồi chú anh chị. Khéo ha. Quái từ thân cho tới đế ha. Trên cành đóng đều đủ chú anh chị. Nó cái cũ nữa chú anh chị. Cũ trần do luôn nha. Rồi, em xin thông số nha Linh ơi. Rồi, quanh cái vị trí này em đo được là 22 của chú anh chị. Rồi. Cũ để đặt luôn ha. Cũ đặt luôn là 70. Chiều cao cái này là 42 của chú anh chị. Rồi, em vàng quái mã số 13 cũ đặt này cho của chú anh chị giá là 3.3 triệu bao ship của chú anh chị. Dạ, 3.300.000 thôi của chú anh chị cho phôi mai vàng mã số 13. À. Rồi nữa thôi nha. Rồi mã số 14 đây mây vàng cũ của anh chị. Đây cũ ha, bonsai của chú anh chị. Cái này nó hơi nghiêng siêu siêu luôn anh chị. Đây cành có luôn nha. Ghép này mau chơi luôn anh chị. Cũ còn đẹp ha. Tròn cũ ha chú anh chị. Rồi cho anh xin thông số nha Linh ơi. Mình nghĩ vị trí này là 26 của chú chị. Cái củ đặc, củ đặc này em đo được là 56. Chiều cao 35. Rồi cái mây vàng củ đặc mã số 14 là Zalo của chú chị giá là 2.8 triệu bao ship của chú chị. Dạ 2.800.000 cho phôi mây vàng mã số 14. Đây nó co từ cái đế lên tới thân luôn hả chú anh chị. Nó liền luôn ha. Rất là đẹp ha. Dạ, rồi nếp ở cây nha. Rồi cây tiếp theo luôn mã số 15, mã số cuối cùng mã số 15 hay của chú anh chị. Cây mai vàng giống như gián thú của anh chị. Có nguyên một cái bệ đặt luôn ha. Đây có cái cành mình đánh rớt xuống cây cũng khéo của anh chị. Có nguyên bệ đế của anh chị. Củ nó đặt tròn luôn của chú anh chị. Rồi cho anh xin thông số nha. Rồi quanh đo được tại vị trí này là 24 của chú anh chị. 24 quanh. Cái chiều dài của cây này là 35. Rồi cái củ đặc luôn ha. Đâu nghe củ rồi anh chị. Củ là 93. Rồi củ đặc 93 ha. Chiều cao cái này là 44. Rồi rồi cây mã số 15 cuối lép này nha đâu của chú anh chị. Giá là 3.3 triệu luôn, em ship của chú anh chị. Dạ 3.300.000 thôi chú anh chị cho phôi mai vàng mã số 15. Cây có bể đặt rất đẹp ha. Đây có cành nằm cành gớt hoặc cành bay của chú anh chị. Phun cây nếu mà lợp cây cũng khá nghệ thuật hay của chú anh chị ơi. Rồi chào kết chụp anh luôn nha. Được rồi hết clip của cảm ơn chú anh chị đã xem ha. Chú anh chị có yêu thích cái nào thì liên hệ qua số điện thoại Zalo của anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Rồi cảm ơn Lưng ha. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị mình bỏ thời gian xem clip ha. Cô chú anh chị mình đăng ký một trong những format nào thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Lưng giúp em nha. Rồi em xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị. Chúc quý cô chú anh chị mình chọn được format ưng ý cho mình ạ.